Dạ, em xin kính chào quý cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh Lăn Rừng Hàng Độc Sư Giá Bắc Tây Nguyên. Chiều hôm nay đã là ngày mùng 8 tháng 12 của năm 2023 thì rất là vui khi mà trong chuyến tầm lan vừa rồi bà con lại báo cho em tiếp là về được hai loại lan rừng đặc hữu của Việt Nam mình và giá trị quý hiếm. Đấy, thì hai loại hôm nay của em đó là loại đầu tiên đó là lan rừng Bạch Hóa Hoàng, một cái giống lan rừng cực kỳ là dễ thương và hoa rất là đẹp. Và loại thứ hai phải gần 10 năm nay rồi cô chú anh chị, đó là em về được một cái loại lan rừng của Việt Nam mình, đó là Vanda tím. Thì hôm nay duy nhất là em được có 4 phần lan Vanda tím của rừng Kon Tum nhé cô chú anh chị. Nó còn có tên gọi khác là Bạch Ngọc Hải Âu. Đấy, cực kỳ là hiếm luôn. Cái giống lan rừng Vanda tím của Việt Nam mình nó khác hoàn toàn so với Vanda tím Lào nhé cô chú anh chị. Vanda tím Lào thì hoa nó to hơn, nhưng mà cái Vanda tím của rừng Việt Nam mình thì là hoa nó nhỏ và nó có tên gọi là lan Bạch Ngọc Hải Âu. Hoa của nó cực kỳ là đẹp luôn và hoa rất là thơm. Đấy. Và nó còn nữa là lâu tàn. Đấy. Và duy nhất hôm nay thì may mắn làm sao thì là bà con là sưu tầm về được, đi hái về được là duy nhất là được em chia ra thành được 4 hình thôi. Mỗi một hình thì nó gồm là từ 6 cây đến 7 cây nhé cô chú anh chị. Thì về là cô chú anh chị có thể là ghép thành được một giò. Đấy. Và cái hoa của lan Vanda tím Bạch Ngọc Hải Âu này cô chú anh chị, hoa rất là đẹp, hoa màu tím hoa cà. Đấy, trắng tím nhá. Tí nữa là em cho cô chú anh chị là xem về cái mặt hoa của lan Bạch Ngọc Hải Âu này. Và hôm nay nữa là em có được một ít lan rừng Bạch Hóa Hoàng, một cái loại lan rừng mà hoa rất là đẹp và dễ thương, thì gồm em có là hai loại, loại nguyên bản và loại rời. Loại nguyên bản thì em có được là 4 phần thôi, à 3 phần, 3 phần nguyên bản và 8 phần rời. Đấy. Thì cái loại rời cô chú anh chị là nó có cả rề lớn và rề nhỏ nhá. Đấy, chứ không hoàn toàn là rề lớn không được, bởi vì cái dòng Bạch Hóa Hoàng này nó cũng giá trị nhá cô chú chị, và mua theo ký thì cũng rất là cao chứ không phải là rẻ, cho nên là em chia ra thành từng phần nhỏ một để là cô chú anh chị là vừa tầm cái túi tiền là ta sưu tầm thôi, chứ còn nếu mà bán theo hàng ký thì có khi là em không thể nói trên video được, nhưng mà nếu mà bán theo hàng ký thì giá nó sẽ là cao đấy, và kể cả nguyên bản cũng thế. Đấy, thì hôm nay em duy nhất thì là được hai loại nguyên bản và rời. Thì nguyên bản thì là có giá là 150 ngàn cho gồm là 10 cục và 100 ngàn cho một phần rời, là nó gồm từ là được 15 cho đến là 20 rề nhá cô chú anh chị, 15 cho đến 20 rề, là nó có bao gồm cả rề lớn và rề nhỏ. Có thể là 4 rề lớn là cô chú anh chị là có thể là trồng ngay được một giò rồi. Đấy, hoặc là ghép cả lớn cả nhỏ vào một trong cái khúc gỗ lũa. Đấy. Thì tất cả các cái đơn lan thì là chưa bao gồm phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Phí vận chuyển là sẽ do đơn vị vận chuyển họ thu, và phí vận chuyển thì cho một đơn hàng sẽ là 30 ngàn. Đấy. Thì cô chú anh chị là thanh toán tiền lan kèm theo là tiền phí ship. Đấy. Thì có gì là cô chú anh chị muốn sưu tầm hai loại lan trên thì cứ liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em ở trên tiêu đề là 0965611179. Em tên là Tú nha. Đấy, hoặc là cô chú anh chị có thể là nhắn tin qua Zalo cho em cũng được, hoặc là SMS. Đấy. Thì đầu tiên hôm nay thì là em sẽ cho cô chú anh chị là xem về cái mặt hoa của lan Bạch Ngọc Hải Âu, hay còn gọi là Vanda tím rừng Việt Nam mình cô chú anh chị. Đây là mặt hoa của nó nhá. Đấy. Và cái hoa của lan Vanda tím Bạch Ngọc Hải Âu này hoa cực kỳ là lâu tàn luôn, nó phải tầm một tháng nó mới tàn. Đấy. Đây cô chú anh chị nhìn thấy mặt hoa của nó chưa? Hoa rất là đẹp nha. Đấy, màu tím hoa cà, tím mộng mơ. Hoa rất là thơm luôn. Đấy, đây là hoa ở trên rừng đây. Đấy, cô chú anh chị nhìn thấy là hoa rất là sai này. Đấy, thấy chưa? Một cái vòi hoa của nó lên là nó hàng chục bông ở trên một cái cần hoa. Đấy, đây là các cái mặt hoa của, đây là mặt hoa của lan Vanda tím, hay còn gọi là Bạch Ngọc Hải Âu của rừng Việt Nam mình. Một cái giống lan rừng giá trị và quý hiếm. Đấy, thì hôm nay em duy nhất là được 4 phần thôi. Và mỗi một phần như thế này có giá là 100 ngàn. Đấy. 100 ngàn cho một phần lan Bạch Ngọc Hải Âu. Thì nó gồm là một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây này, năm cây này, sáu cây này, bảy cây. Và cái lan Bạch Ngọc Hải Âu này cô chú chị là cực kỳ là dễ trồng và chăm sóc nhá. Dòng này là dòng đơn thân dễ gió, ta chỉ cần vỏ thông lớn và vỏ thông vụn thôi, bỏ vào trong chậu là ta ghép
ghép lên là cái dòng này cô chú anh chị cứ treo thoáng và tưới nước cho nó là một ngày một lần là rễ nó ra là sống khỏe rồi đấy. Thì đây là những phần lan bạch ngọc Ái Âu đấy, cứ mỗi một phần như thế này có giá là 100.000, gồm 6 cây đến 7 cây đấy. Một cái giống lan rừng Vanda tím đẹp nhất của Việt Nam mình đấy, hoa rất là đẹp đấy cô chú chị, hoa màu tím hoa cà rất là đẹp, và hoa của nó ra hoa vào tháng 3 tháng 5 nhá. Đấy, đây là những phần lan Vanda tím đấy mà hôm nay em muốn chia sẻ cho cô chú anh chị là sưu tầm duy nhất, hôm nay em được có 4 phần thôi đấy, không có nhiều đấy, và giá mỗi một phần là 100.000 đấy. Đây những cô chú anh chị, cứ một phần là 100.000 cho gồm là 6 đến 7 cây Vanda tím bạch ngọc Hải Âu đấy. Rồi đấy là 4 phần lan Vanda tím bạch ngọc Hải Âu những cô chú anh chị, đây là hoa của nó này đó, cô chú anh chị nhìn xem cực kỳ là đẹp nha đấy, cực kỳ là đẹp luôn, nhìn này đẹp, đúng vậy là đẹp hút hồn đấy, đẹp hút hồn luôn. Và tiếp theo là em sang 3 phần lan bạch hóa hoàng nguyên bản, và mỗi phần lan bạch hóa hoàng nguyên bản như thế này có giá là 150.000 cho gồm là 10 cục, và đây là mặt hoa của lan bạch hóa hoàng rất chi là dễ thương nhá. Đấy, mặt hoa rất là đẹp và dễ thương luôn đấy. Thì đây là 3 phần lan bạch hóa hoàng nguyên bản, thì mỗi một phần có giá là 150.000 cho 10 cục đấy, thì là có một dề này, một cục này, một này đấy, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, đang lên nụ của chị nhị này đấy, thấy chưa, đang lên nụ này, sáu này, bảy này, tám này, chín này, đấy, chín này, và 10 này đấy, 10 nguyên bản đây nữa, hình này nữa, một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, tám này, chín này, và 10 này đấy, 10 nguyên bản bạch hóa hoàng có giá là 150.000 nha cô anh chị. Tiếp theo là hình nguyên bản cuối cùng này, một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, đấy, sáu này, bảy này, tám này, chín này, 10 này, 11 này, đấy 11 cục cho cái hình cuối cùng này có giá là 150.000 nha anh chị. Thì duy nhất em có 3 phần nguyên bản thôi đấy. Và tiếp theo là em sang các cái phần rời này, một phần rời như thế này có giá là 100.000, thì là nó có là cả rời lớn và rời nhỏ nha anh chị đấy, chứ không phải là rời lớn không được, bởi vì chia phần lớn ra, rời lớn không ra thì các cái rời nhỏ, các cái rời nhỏ thì là khó, rất chìa khó, và như cái các cái rễ nhỏ như thế này là nó cũng đang có nụ đây cô chú chị, chứ không phải là nó không lên nụ đấy. Đấy, bởi vì cái dòng này là nó chỉ là thân nó nhỏ và nó chỉ dài được như ngón tay, và đốt thân mầm nó có thể là nó được như đúng là đốt ngón tay, nhưng mà nó rất là mập mạp và hoa rất là to đấy. Còn những các cái rễ to thì là những cái rễ lâu năm đấy. Thì đây là những cái rễ lan bạch hóa hoàng đấy, một phần như thế này có giá là 100.000, thì nó có một rề này, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, tám này, chín này, 10 này, 11 này, 12 này, đấy, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này, 19 này, 20 này, 21 này, 22 rề. Đấy. Một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, tám này, này, chín này, đấy, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này,
17 này, 18 này, 19, 20, 21, 22, 23 dề. Đấy, có cả dề lớn và dề nhỏ nhưng quý vị không thể là đồng bộ 23 dề mà to lù như thế này được. Đấy. Nếu mà 23 dề to như thế này nó phải tầm là 1 kg. Đó. Thì đây là những phần lan bạch hóa hoàng mà em đã chia sẵn và mỗi một phần như thế này là khoảng tầm từ đấy. Như em đếm là cứ là 23 dề cả dề lớn dề nhỏ. Đấy, 2 này. 3 này. 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18, 19, 20, 21, 22 dề. Đấy. Thì đây là những cái phần bạch hóa hoàng mà em đã chia đều sẵn nhá. Đó. Có giá là 100.000 cho một phần. Thì duy nhất hôm nay là em có hai loại đấy thôi, là gồm là nguyên bản bạch hóa hoàng và rời. Kèm theo đó là một cái loại lan rừng Vanda tím hay còn gọi là bạch ngọc Hải Âu, một cái giống lan rừng rất chi là giá trị của rừng Việt Nam mình. Đấy, thì hôm nay em có hai loại. Thì cô chú anh chị muốn sưu tầm hai loại lan trên cứ liên hệ đến số điện thoại của em ở trên tiêu đề nha. Và em xin chào tất cả mọi người, hẹn mọi người vào các clip tiếp theo của kênh Lan Rừng Hàng Độc Sứ Giá Bắc Tây Nguyên. Rồi, em xin chào tất cả mọi người ạ.